Hãy tưởng tượng bạn đang đi nghỉ và bạn quyết định vung tiền để ở tại khách sạn 5 sao thay vì 3 sao thông thường. Điều này khiến bạn giác ngộ khẩn cấp về sự xa xỉ mà mình bỏ lỡ bấy lâu. Nhưng còn khách sạn 7 sao thì sao? Chà, xa hoa và phù phiếm chưa đủ trình để tả chúng luôn. Vậy điều gì sẽ thực sự xảy ra nếu bạn ghé thăm một khách sạn 7 sao? Đến lúc khám phá rồi. Nhưng trước khi tôi tiếp tục, hãy cho tôi biết ý kiến của bạn về khách sạn 7 sao trong phần bình luận nhé. Hãy để khách sạn Burj Al Arab ở Dubai. Nó được công nhận là một khách sạn 7 sao. Mặc dù vậy, nó là một khách sạn 5 sao. Nhưng cách nó đạt được 2 ngôi sao còn lại là khá thú vị. Một nhà báo người Anh đã đến thăm khách sạn sang trọng này trong một chuyến đi công tác. Khi anh ta rời đi, anh ta ấn tượng với các tiêu chuẩn, dịch vụ và tiện nghi, đến nỗi anh ta mô tả nó như một trải nghiệm 7 sao. Kể từ đó, đánh giá phóng đại ấy đã ám ảnh Burj Al Arab, nhưng theo một cách tích cực. Burj Al Arab có nghĩa là tháp Ả Rập Hồi giáo, đã được bình chọn là khách sạn tốt nhất trên thế giới. Và khi chúng ta làm một chuyến đi nhỏ vào bên trong, bạn sẽ hiểu tại sao thôi. Phải mất khoảng 5 năm để xây dựng và hoàn thành nơi này vào năm 1999. Lý do mất quá nhiều thời gian để hoàn thành là nó được xây dựng trên một hòn đảo nhân tạo. Nó có một cây cầu riêng kết nối khách sạn với đất liền, nhưng chỉ một vài người có quyền sử dụng nó, ví dụ khách đến ở và nhân viên. Nó cũng có một hình dạng rất đặc biệt. Kiến trúc sư đã thiết kế nó giống với cánh buồm của một con tàu. Bây giờ bạn có nhìn thấy nó không? Và trên mái nhà của nó có một sân bay trực thăng cho những người đi máy bay riêng. Khách sạn trở nên nổi tiếng đến nỗi bây giờ nó là biểu tượng của Dubai, giống như tháp Eiffel của Pháp và tượng nữ thần tự do của New York vậy. Hãy tưởng tượng bạn vừa hạ cánh tại sân bay quốc tế Dubai và bạn đã đặt một phòng trong khách sạn Burj Al Arab. Đây là cách mọi thứ sẽ diễn ra. Bạn sẽ được cung cấp lựa chọn để đi đến khách sạn bằng xe hơi hoặc trực thăng riêng. Cả hai phương tiện đều sang trọng như nhau. Vì vậy, giả sử rằng bạn chọn đi xe hơi. Khoảnh khắc bạn ra khỏi sân bay, một chiếc Rolls Royce màu trắng sáng bóng với tài xế sẽ chờ bạn. Oh, Melly! Khi chiếc xe băng qua cây cầu huyền thoại, bạn sẽ bắt đầu hiểu khách sạn là như thế nào. Cảnh quan xung quanh phải nói là huyền diệu. Bạn có thể nhìn thấy những vùng nước và những cây cọ đặt quanh chân tòa nhà. Cấu trúc giống như cánh buồm được xây dựng trên cát. Nó có chiều cao chỉ hơn 300 mét với 250 cột bê tông. Mỗi cột này có đường kính khoảng 1,5 mét và sâu 45 mét so với mực nước biển. Bạn sẽ thấy các cột đó ngay khi bạn bước vào tòa nhà kỳ diệu ấy. Nhưng bạn sẽ sớm bị phân tâm bởi mảnh đá cẩm thạch rộng 24.000 m2 trên sàn và tường. Đó có tên là đá cẩm thạch Statuario, cùng chất liệu mà Michelangelo sử dụng cho các tác phẩm điêu khắc thời phục hưng của mình. Dạo quanh bạn sẽ thấy những tia sáng bằng vàng thật từ mọi hướng. Trong các đồ trang trí, trên đồ nội thất, thậm chí cả trên đèn chuông. Có lá vàng 24 carat có diện tích hơn 2.040 m2 của nội thất khách sạn. Ngay cả viền của TV trong phòng của bạn và khung gương cũng được vua Midas dát vàng luôn. Burj Al Arab chỉ có 202 phòng song lập và một số trong số đó cung cấp cho khách của họ góc hướng nhìn về Palm Jumeirah. Sau khi bạn được chào đón bởi tất cả các nhân viên ở lối vào và hoàn thành việc nhận phòng của mình, bạn được phân cho một quản gia cá nhân. Bạn sẽ không cần phải động chân động tay gì cả. Anh ấy sẽ đưa bạn đến phòng của bạn và giới thiệu phòng. Ở đó bạn sẽ được đáp ứng với các đồ trang trí nội thất vừa thanh lịch vừa đầy màu sắc. Họ lấy cảm hứng từ vùng đất, con người và văn hóa Dubai. Nhiều phòng có hoa văn hình học giống với những người ở Hy Lạp cổ đại. Họ đã chọn sử dụng các cột lớn có thêm một vòng xoắn nguy nga hợp với nội thất, nhưng màu sắc mới là tuyệt nhất. Chúng được lấy cảm hứng từ lửa, đất, không khí và nước. Các phòng ở rất lớn, sẽ mất hơn 30 phút để người quản gia giới thiệu hết mọi ngóc ngách cho bạn. Phòng nhỏ nhất rộng 170 m2 bằng một ngôi nhà 4 phòng ngủ. Nếu bạn quyết định mạo hiểm hơn và đặt một trong những phòng hoàng gia, bạn sẽ gặp cú sốc lớn. Mỗi phòng rộng khoảng 780 m2 và chúng rộng bằng cả tầng khách sạn luôn. Giường nằm có thể xoay đến bất kỳ vị trí nào bạn muốn chỉ bằng một nút bấm điện tử. Khi bạn nằm xuống, bạn sẽ để ý thấy một chiếc gương kích thước siêu to khổng lồ trên đầu bạn, lớn bằng đường kính của nệm. Các giường cỡ vừa được bọc trong ga Ai Cập chất lượng tốt nhất để đảm bảo rằng bạn có được giấc ngủ chất lượng hàng đầu. Khách sạn làm một điều gì đó xa hoa. Họ cho bạn 17 loại gối để chọn. Sau khi bạn chọn chiếc gối thoải mái ưa thích, bạn sẽ ghé thăm phòng tắm. Nó được trang trí đá mô sắc đầy màu sắc và có một bể sục lớn nằm ở giữa. Trên bồn rửa có hơn 10 loại đồ vệ sinh và nước hoa Hermes. Vì vậy, hãy đi vòng quanh và ngó nghiêng khách sạn một chút. Hãy tưởng tượng bạn vừa rời khỏi phòng và đang đi xuống sảnh. Quản gia riêng của bạn sẽ luôn ở đó để chào đón bạn khi bạn trở về. Nếu các phòng khác có người ở, sẽ có một quản gia riêng bên ngoài mỗi phòng đó.
Khách sạn bao gồm Thalys Spa nổi tiếng đã giành giải thưởng nằm trên tầng 18. Tất cả phòng trị liệu của nó bao gồm các cửa sổ cực lớn nhìn ra biển, nhưng nó thậm chí còn quyến rũ hơn nữa. Cung điện này có nhiều bể bơi cho khách, cả trong nhà và ngoài trời. Ngoài ra còn có bể bơi dành riêng cho phụ nữ và trẻ em. Điều đáng ngạc nhiên nhất là họ có cả dịch vụ bơi dưới ánh trăng lãng mạn. Giả sử bạn ở đó cùng người thương, bạn có thể đặt cả hồ bơi cho bạn và người yêu dấu. Và khách sạn sẽ sắp xếp mọi thứ, nến nổi, cánh hoa hồng phủ trên mặt nước, rượu champagne và dâu tây. Ngoài ra còn có một bãi biển riêng dành cho khách của khách sạn, nằm ở phía đối diện của cây cầu. Nó bao gồm giường phơi nắng cùng với một số liệu pháp điều trị miễn phí khác. Hầu hết cả khách sạn 5 sao thường có hai khu vực ăn uống. Nơi này có 6 nhà hàng và quán bar. Tôi sẽ đưa bạn qua những địa điểm tuyệt nhất nhé. Giờ bạn vừa thức dậy và quản gia của bạn đang đưa bạn đến nhà hàng ở tầng trệt. Bạn được chọn ngồi trong nhà hoặc ngoài trời. Có một loạt các món ăn để nhâm nhi, từ một bữa sáng châu Âu đến một bữa sáng Trung Đông. Phần tuyệt cú mèo nhất đây là tiệc buffet, vì vậy bạn có thể trộn lẫn và kết hợp tùy ý. Đối với bữa trưa, bạn được đưa lên tầng 27, chỗ nhà hàng có tên là Al-Muntaha, có nghĩa là cao nhất. Các cửa sổ bắt đầu từ sàn nhà và kéo dài lên tận trần nhà. Vì vậy nếu bạn không phải là một fan hâm mộ của độ cao, thì đó không phải là địa điểm tốt nhất cho bạn. Nó có nội thất màu xanh giống như đại dương và trần nhà có ánh sáng bí ẩn màu xanh lá cây và màu xanh lam, khiến bạn cảm thấy như đang ở dưới nước vậy. Vào bữa tối, bạn có thể đặt bàn tại Al-Mahara, dịch ra là vỏ hàu. Bạn sẽ bước vào phòng ăn thông qua một hành lang giống hình vỏ hàu màu vàng. Khi bạn bước vào, bạn sẽ gặp một bể cá khổng lồ. Các bàn được sắp xếp xung quanh một bể nước hình bầu dục đầy san hô đủ màu sắc và cá nước mặn. Nhà hàng có nhiều món nhưng nó chuyên về hải sản, không đáng ngạc nhiên lắm. Gần đấy, quán bar sang trọng nhất thế giới đã mở cửa tại khách sạn và nó có tên là Gold On 27. Nó phục vụ những đồ uống độc đáo và các quán bar đào tạo nhân viên giữ bí mật công thức của họ. Vì vàng là vật liệu biểu thị cho khách sạn và vị thế của nó, toàn bộ quầy bar được bao phủ trong vàng. Bạn thậm chí có thể gọi một loại đồ uống có tên là nguyên tố 79. Đó là thức uống có hương vị nho chứa đầy bụi vàng. Mặc dù ta chắc chắn sẽ phải bỏ ra một khoản chi cắt cổ để dành một ngày cuối tuần tại khách sạn tráng lệ này, nhưng chắc chắn sẽ là một trải nghiệm khó quên. Nó sẽ cho bạn hiểu lối sống hào nhoáng thực sự là như thế nào. Này, nếu bạn đã học được điều gì đó mới hôm nay thì hãy cho video một lượt thích và chia sẻ nó với bạn bè. Và đây là một số video khác tôi nghĩ bạn sẽ thích. Chỉ cần nhấp vào bên trái hoặc bên phải và ở lại với Soi Sáng nhé.